À, em là số 1. Ngon. Ờ, anh uống thuốc chưa vậy? Ôi trời, em không dắt anh quên mất. Không khéo có khi anh quên em luôn nữa. Bảy, em mà làm sao anh quên được chứ? Có nhiều khi em nghĩ mai mốt không có em, không biết anh sống làm sao nữa. Khi vừa nhẹ gánh lo cho con thì mẹ phải lo cho ba. Ba có tuổi rồi nên là ông bị lẩn thẩn. Nhà chỉ có mẹ tôi mới có thể chịu đựng nổi sự quên nhớ thất thường của ông ấy bằng tất cả trái tim của một người vợ. Kỳ vậy ta, tự nhiên tôi thui à? Trời ơi, cái bóng đèn này hôm trước anh không cho mở, anh bắt giật điện ra rồi mà. Ủa, anh biểu bỏ hả? Ừ. Ôi trời, đất ơi, quên. Sao lúc này anh hay nhớ quên quá vậy? Sao kỳ vậy ta? Khi mẹ còn sống, bà đã có dấu hiệu bị lẫn. Chính một tay mẹ đã săn sóc chu đáo cho ba. Lúc đó tôi cứ vô tư khi thấy mẹ hay trăn trở, lo là lỡ sau này bà đi trước ông. Không ngờ điều mẹ nghĩ là thành sự thật. Mẹ mất là một chấn động rất lớn với ba. Dần dần ông quên nhiều hơn và không làm chủ được bản thân mình. Anh uống sữa đi nè. Uống ha. Anh uống đi. Uống chung cho nó vui. Em cứ anh uống đi mà. Anh uống một mình đi. Anh uống đi. Đi mà nghe lời. Sao kỳ quá à. Uống chung. Uống chung cho nó vui. Bà ngon lắm. Sao tự nhiên bây giờ điện thoại con? Trời. Ủa mà mẹ mày đâu?